Sau một mùa hè nóng chảy mỡ, nóng vai cả linh hồn, nóng như không còn gì để nóng, thì vâng thưa các bạn, ngay lúc này, đầu cầu Hà Nội đang rất mong 500 anh em miền Trung và miền Nam ship ra đây một ít hơi ấm. Tôi đã tưởng rằng năm nay sẽ lại tiếp tục ca bài mùa đông không lạnh, nhất là trong suốt đợt nóng bất thường kéo dài ở Hà Nội, khi mà người người nhà nhà mặc áo cộc quần đùi, váy ngắn check in cạnh cây thông Noel. Thế nhưng mà không, bất ngờ như cái cách mà mẹ tôi ập vào phòng kiểm tra xem thằng con đã dọn phòng chưa. Đợt không khí mát như là từ tủ đông tràn ra đã bao phủ miền Bắc như chưa hề có cuộc chia ly. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh băng tuyết phủ khắp nơi, che kín mái nhà và răng đầy các cành cây như ở Cao Bằng, Hà Giang. Đây là một hiện tượng hiếm gặp ở một nước nhiệt đới như Việt Nam, bởi vì chỉ khi nào nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C, trời có mưa và độ ẩm tăng cao thì mới có băng tuyết. Thế nhưng mà nhiều đây vẫn chưa thấm vào đầu so với cảnh tượng ở nơi lạnh nhất Việt Nam. Đố bạn biết là ở đâu? Tên không phải Phan Xipang hay là Sapa, mà là đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Vào ngày 22 tháng 12, tức là ngày đông chí vừa qua, nhiệt độ ghi nhận ở đây đã tụt xuống tới âm 2,2 độ C. Bạn sẽ thắc mắc, vì sao Mẫu Sơn không phải nóc nhà của Việt Nam nhưng lại là nơi lạnh nhất? Lạnh hơn cả lòng fan hâm mộ và sân vận động Mỹ Đình sau khi đại nhạc hội K-pop bị hủy. Thì tôi sẽ giải thích ở phần sau của video này nha. Bởi vì nó rất liên quan đến đất nước mà chúng ta sẽ ghé thăm ngay sau đây. Tất nhiên, bạn biết là nước nào rồi đấy. Bởi vì ngay lúc này, 90% các khu vực của Trung Quốc đã đóng băng. Thủ đô Bắc Kinh đang trải qua đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ qua. Theo tờ Nhật báo của Bắc Kinh, thì nhiệt độ lần đầu giảm xuống mức âm vào ngày 11 tháng 12 và mức nhiệt độ dưới 0 độ C đã kéo dài hơn 300 giờ đồng hồ. Kể từ khi ghi nhận nhiệt độ vào năm 1951, đây là khoảng thời gian dài nhất Bắc Kinh trải qua mức nhiệt độ dưới âm độ C. Ngoài ra thì thủ đô Trung Quốc đã trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới âm 10 độ C trong thời gian này. Không riêng gì Bắc Kinh, các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước. Một số khu vực có nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C khi không khí lạnh buốt tràn xuống từ Bắc Cực. Nhiệt độ xuống thấp kéo dài trong nhiều ngày đã khiến hệ thống sưởi ở nhiều tỉnh, thành phố của Bắc Kinh rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tại hai thành phố là Ưng Thành và Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam, nguồn năng lượng sưởi ấm cho các cơ quan, chính quyền và hành chính tạm thời ngừng hoạt động để ưu tiên sử dụng cho người dân với lý do là thời tiết cực kỳ giá rét. Tại thành phố Tiêu Tác, các nhà cung cấp nhiệt điện đang đối mặt với áp lực bảo đảm nguồn cung khi mà hệ thống sưởi bị ngừng một phần sau sự cố ở nhà máy điện Vạn Phương vào hôm 22 tháng 12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vấn đề trên đã được giải quyết. Bên cạnh hệ thống sưởi ấm, thời tiết lạnh giá ở thủ đô Bắc Kinh cũng gây ra nhiều vấn đề với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Cơ quan giao thông Bắc Kinh cho biết hàng trăm hành khách đã bị thương vong trong vụ hai đoàn tàu va chạm do đường ray đóng băng vào tháng vừa qua. Trong đó, có nhiều hành khách đã bị gãy xương. Chênh lệch nhiệt độ giữa trạm khí tượng có mức nhiệt cao nhất và thấp nhất ở Trung Quốc lên tới, bạn đoán xem, 76 độ C. Đúng vậy, chênh lệch lên tới 76 độ C vào hôm 16 tháng 12, trong đó nhiệt độ cao nhất là 31,8 độ C ghi nhận được tại Bảo Đình, tỉnh Hải Nam, miền Nam của nước này. Còn nhiệt độ thấp nhất là âm 44,2 độ C được ghi nhận tại thị trấn Đồ Lý Hà ở khu tự trị Nội Mông. Khung cảnh ngoại mục thế nhưng cũng khiến cho răng của tôi đập lồm cốp vào nhau này. Được ghi lại ở vịnh Liêu Đông, đông bắc của Trung Quốc, nhiệt độ giảm cực kỳ sâu khiến biển đóng băng rộng chưa từng thấy. Đến ngày 22 tháng 12, băng biển hình thành ở vịnh Liêu Đông bao phủ diện tích khoảng hơn 6.999 km2 và vẫn tiếp tục lan rộng ra. Biển đóng băng ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản, vận tải, thăm dò dầu khí và gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân. Thế nhưng để nói về nơi đang phải chịu tình cảnh khắc nghiệt thì đó chính là tỉnh Cam Túc. Hẳn là các bạn còn nhớ, vào ngày 18 tháng 12, giữa đêm đen lạnh giá, hàng ngàn người dân Cam Túc đã phải hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong 9 năm trở lại đây ở Trung Quốc. Trận động đất có cường độ là 6,2 độ Richter. Tâm chấn rất nông, có độ sâu chỉ khoảng 10 km. Đó là một trong những nguyên nhân khiến thương vong cao. Đến thời điểm này thì số người thiệt mạng đã lên tới con số là 149 người. Thế nhưng ngoài ra, trận địa chấn này còn xảy ra khi nhiều người đang say ngủ và không kịp thoát ra ngoài trước khi nhà sập, làm tăng số người thương vong. Các khu vực trong phạm vi 5 km từ tâm chấn nằm có độ cao trung bình gần 2.800 m. Nhiệt độ ngoài trời khi động đất xảy ra là rất thấp. Một nhân chứng cho hay, thời tiết khi đó rất lạnh, khoảng âm 12 độ C. Nhiều người tháo chạy khỏi các tòa nhà chỉ kịp mặc áo mỏng, quấn chăn, thậm chí là có người cởi trần. Nhiệt độ thấp khiến những người mắc kẹt khó sinh tồn và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Thời gian vàng 72 giờ để giải cứu những người sống sót sau động đất có thể bị rút ngắn do thời tiết khắc nghiệt. Vâng, Trung Quốc đang trải qua một đợt giá lạnh chưa từng thấy trong lịch sử. Thế nhưng điều đó ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam chúng ta?
Bạn có biết vì sao miền Bắc của nước ta có mùa đông rất lạnh không? Nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc. Giải thích đơn giản thì gió mùa đông Bắc là loại gió mang không khí lạnh thổi theo hướng đông Bắc xuống vùng có khối không khí ấm ở Việt Nam. Tại Việt Nam, không khí lạnh thường bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm trước đến trung tuần tháng 6 năm sau. Thế nhưng mạnh nhất là vào các tháng chính đồng, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là phía Bắc. Tuy nhiên, chúng chỉ hoạt động theo từng đợt, không kéo dài liên tục. Vì gió mùa đông Bắc chỉ hoạt động theo đợt rất mạnh ở miền Bắc nên tạo ra mùa đông có 2 đến 3 tháng khá lạnh. Đặc biệt là các vùng núi, gió mùa đông Bắc thường khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt, đặc biệt là những đợt gió mùa đông Bắc mạnh còn gây ra mưa to, gió lớn, thậm chí xuất hiện cả các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông, tố lốc, có khi là cả mưa đá trong các tháng chuyển tiếp từ mùa lạnh sang mùa nóng và ngược lại. Vào những tháng chính đồng, từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau, trời đêm thường có sương muối, băng giá và cả tuyết rơi trên vùng núi cao. Trong đó, thì đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn có nhiều đặc điểm để trở thành nơi lạnh nhất cả nước. Do cấu tạo địa hình có nhiều dãy núi hình cánh cũng mở ra ở phía Bắc, chùm đầu về phía Tam Đảo. Núi Mẫu Sơn là cửa ngõ đón gió mùa ở nước ta. Gió thổi trên đỉnh núi có thể đạt cấp 5, cấp 6, gió giật lên đến cấp 10, nghĩa là tương đương với cấp gió áp thấp nhiệt đới và bão nên thời tiết rất khắc nghiệt. Gió mạnh, mây mù quanh năm bao phủ nên khi thường xảy ra hiện tượng mất nhiệt nên con người khi đến đây sẽ cảm thấy rất rét buốt. Nói Lạng Sơn là nơi lạnh nhất Việt Nam cũng không sai. Đỉnh Mẫu Sơn ghi nhận độ ẩm cao hơn hẳn các khu vực khác, thường xuyên ở mức là 10%, nên mỗi khi có đợt không khí lạnh tràn về là hay xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Năm nay, ảnh hưởng của không khí lạnh đang đóng băng miền Bắc Trung Quốc và tràn xuống cả miền Nam, ảnh hưởng tới miền Bắc của nước ta. Đây cũng là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Tuy nhiên thì do Việt Nam nằm ở vĩ độ thấp, xa trung tâm nên cường độ rét không khắc nghiệt như ở Trung Quốc. Vậy là chúng ta có thể tạm thở phào nhẹ nhõm đúng không nào? Chà, với câu trả lời là không hẳn đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần cho thời tiết ngày càng cực đoan hơn. Mùa nóng sẽ ngày càng nóng, còn mùa lạnh sẽ ngày càng lạnh. Vâng, xin lỗi Agra Phạm, em không hát mùa đông không lạnh nữa rồi. Giờ thì chỉ có chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương thôi. Tưởng chừng đó chỉ là một nghịch lý, ai cũng nói trái đất đang nóng lên. Thế nhưng tại sao mùa đông lại lạnh hơn và khắc nghiệt hơn? Trước tiên, phải khẳng định là sự nóng lên toàn cầu làm cho mùa đông ấm hơn và ngắn hơn, ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy. Kết hợp với hiện tượng El Nino, mùa đông năm nay được dự báo là ấm nhất trong lịch sử. Trong đó, vào tháng 10 năm 2023 là tháng ấm nhất trên toàn cầu trong các hồ sơ dữ liệu kể từ năm 1940. Thế nhưng đồng thời, sự ấm lên toàn cầu cũng khiến mùa đông lạnh hơn và khắc nghiệt hơn. Lý do là vì Bắc Cực ấm lên gây ra sự gián đoạn trong xoáy cực ở tầm bình lưu. Sự gián đoạn này có thể là tác nhân chịu trách nhiệm cho sự biến đổi của kiểu thời tiết cực lạnh ở một số khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Một xoáy cực ổn định thường nằm ở vị trí khá xa về phía Bắc. Không khí lạnh thường di chuyển từ hướng Tây sang hướng Đông. Tuy nhiên, thì một xoáy cực kỳ bị gián đoạn có thể di chuyển xa hơn về phía Nam và không khí chuyển động theo hình gợn sóng. Nghiên cứu cho thấy, những thay đổi ở Bắc Cực đang khiến xoáy tầng bình lưu giãn ra, từ đó gây ra nhiệt độ cực lạnh. Theo các nhà nghiên cứu, thì một ví dụ là đợt lạnh ở Mỹ vào năm 2021. Khi đó, 48 trên 50 bang của nước Mỹ bị tuyết phủ, 157 triệu người dân, tương đương với hơn nửa triệu dân số Mỹ phải chống chọi thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt, âm độ trong nhiều ngày. Texas là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hàng triệu người dân bị mất điện, người dân phải tranh thủ kiếm củi đốt vì hệ thống điện và ga bị gián đoạn. Vì vậy, đừng nghĩ biến đổi khí hậu không còn là vấn đề xa vời, vĩ mô hay câu cửa miệng của các học giả, mà nó đang xảy ra ở đây, ngay bây giờ, mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được và phải học cách sống chung với nó.